Wow, bạn Tam đang chơi trò gì vui vậy bạn Tam? Đánh cây rồi. Ui, bạn Tam đang chơi trò vui quá. Nè, bạn Tam bây giờ ngồi xuống đó đi, ba sẽ tặng cho bạn Tam một món quà thiệt là đẹp luôn nè. Đây, bây giờ bạn mình sẽ tặng cho bạn Tam một món quà bộ đồ chơi những chú chó cứu hộ nha các bạn. Đây nè. Rồi, con cảm ơn ba đi. Rồi, bây giờ bạn Tam sẽ mở hộp quà ra nè, thiệt là đẹp luôn nha các bạn. Đó, bạn Tam sẽ mở hộp quà ra nha. Wow, đẹp quá. Rồi, bạn Tâm giới thiệu cái món quà của bạn Tâm đi. Con chó màu vàng là tên gì? Bon. Rồi, bạn Tâm lấy chú chó màu vàng ra đi bạn Tâm. Rồi, con đưa lên cho các bạn xem coi. Đâu, đưa coi. Wow, chú chó này. Đố bạn Tâm biết chú chó này tên gì? Tên Bon. Giỏi quá. Rồi, lấy chú chó màu đỏ ra luôn, giới thiệu cho các bạn luôn. Đâu, đưa xem coi, đẹp chưa? Rồi, đố bạn Tâm biết chú chó của họ màu đỏ này có tên là gì? Có tên là Damasoo. Rồi, giỏi quá. Rồi, còn cái anh đó có tên là gì? Bạn Tâm lấy ra giới thiệu cho các bạn luôn xem coi. Đúng rồi. Rồi, xoay anh Rider cho lên cho camera xem coi. Đây, anh Rider này các bạn ơi, đẹp quá. Ui, bạn Tâm có một cái vấn trượt màu vàng và màu đỏ nữa nè các bạn ơi. Ui. Rồi, bạn Tâm đang cho bạn chó đó ngồi lên cái vấn trượt kìa các bạn. Đẹp chưa? Hay. Ba sẽ cho bạn chó này đứng lên cái vấn trượt này cho con chơi nha. Đây, một con chó này đã đứng lên vấn trượt rồi kìa. Đây, mà bạn chó này ở xong nữa nè. Đưa, con đưa chiếc xe anh Rider đây cho ba. Đó, đây, đây ba. Bạn sẽ cho anh Rider ngồi lên xe luôn nha. Wow, xong rồi. Rồi, con chơi đi. Cái đó là huy hiệu của chó cứu hộ đó. Ba đánh hiệu chó cứu hộ đây cùng con đi. Rồi, đừng mà lấy ra cho. Wow, đố con biết đây là bạn gì? Bạn Marshall. Giỏi quá. Đây, để ba lấy cái huy hiệu của chó này đó nha. Wow, đố con biết đây là huy hiệu của bạn chó nào? Huy hiệu của bạn chó chó cảnh sát. Giỏi quá. Rồi, con cho chiếc xe của anh Rider này chạy cho các bạn xem coi. Ui, lẹ đi con. Ơi, bạn Tâm đang dọn dẹp đồ chơi rồi các bạn ơi. Trời đang mưa rồi nha các bạn. Rồi, bạn Tâm xin chào các bạn đi. Rồi, ok nha. Bạn Tâm xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của bạn Tâm nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.